Chúc mừng năm mới các em. Và hôm nay chị Ami sẽ hướng dẫn may một chiếc váy đơn giản cho búp bê. Dụng cụ chúng ta cần có sẽ là một miếng vải thun và một bạn búp bê vô cùng xinh xắn với vóc dáng rất là chuẩn, đó là bạn búp bê Barbie. Bây giờ mình sẽ đặt búp bê Barbie của mình lên. Rồi các em sẽ đo chiều dài của chiếc váy mà các em mong muốn nha. Sau đó chúng ta sẽ dùng phấn và vẽ theo đường cong thân hình của búp bê. Giờ chúng ta đã có được một hình như thế này rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng phấn và vẽ phần cổ áo cho búp bê nhé. Đây sẽ là một mẫu váy có một cái cổ áo xéo như thế này. Tiếp theo mình sẽ gấp đôi cái phần vải này lại. Các em có thể dùng kim để cố định hai phần vải lại với nhau, sau đó dùng kéo cắt ra nhé. Và nhớ là phải chừa cách cái đường chúng ta vẽ là 0,5 cm. Vì đường chúng ta vẽ sẽ là đường mà chúng ta sẽ dùng kim chỉ để may nha. Rồi chúng ta đã cắt ra được một cái mảnh vải như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng kim chỉ và gấp mép của cổ áo lại như thế này. Dùng kim chỉ chúng ta sẽ may lại nhé. May như thế này sẽ giúp cho bộ quần áo, bộ váy này sẽ bền hơn, sẽ không bị tư chỉ nha. Mình sẽ may bên này y như vậy luôn. Xong rồi, chị Ami đã may xong. Giờ mình sẽ gấp cái mép phải ở bên cánh tay lại nha. Rồi cũng sẽ dùng kim chỉ, chúng ta sẽ khéo léo, may thật là đẹp. Làm tương tự với phần vải bên kia luôn nhé các em. Và nhớ là hai bên phải bằng nhau nhé. Xong rồi. Các em sẽ dùng kim chỉ và may theo đường chúng ta đã vẽ lúc đầu. May luôn đường phía bên này. Bây giờ chỉ còn một bước cuối. Chúng ta sẽ may cái phần ở trên này lại. Xong rồi các em ơi, chị đã may xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ rút những cái phần kim cố định này ra. Và chúng ta sẽ lộn ngược mặt phải chiếc váy lại nha. Và phần dưới này thì đã may sẵn cho nên chị Amy đã không may. Bây giờ chúng ta lộn ngược phần váy này lại và mặc lên cho búp bê nhé. Đây là búp bê Barbie của chị Ami đã mặc xong rồi. Wow, chiếc váy này búp bê mặc lên có một đường cong rất là quyến rũ nè các em có thấy không? Chiếc váy ôm sát nha, rất quyến rũ, rất là đẹp. Chị chúc các bé may thành công nha. Và nhớ hãy đăng ký kênh của chị để xem những video mới nhất nha. Chào tạm biệt các em.